Như anh cùng dinh theo máy này, có thay đồ mới này. Rồi em mở cái nắp lên để các bác cùng xem nội thất bên trong. Hàng về chưa khui luôn, chưa khui cái nắp luôn. Vâng, lên sóng con Boss 1008 Series 6 để các bác cùng thưởng thức và cùng chìm ngưỡng em nó nha. Con này hàng đấu Mỹ về nha các bác, điện là sử dụng điện 110, 120 nha. Đây là hàng nồi của Mỹ đó các bác, hàng cho thị trường Mỹ luôn nha. Em này thì khỏe và hay lắm, tiếng cực kỳ sáng nha các bác. Giá thì cực kỳ tốt trong mùa này và cũng như là hàng em đấu trực tiếp nên giá rất tốt, 16 triệu 500 nha. Con này 1800W nha các bác, 1800W. Máy rất là mới, 1008 series 6 nha. Một model rất là hot của Boss, 16 triệu 5. Chỉ cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu nha các bác. Còn chiến khoán đủ thì em bớt 200. Còn 16 triệu 3, bao ship tặng nơi, được tặng kèm một bộ dây ba lăng trị giá 250.000, dây bãi nhật xịn can red đấy. Bác nào không lấy dây thì trừ tiền ra vậy thôi. Còn em bán là kìm theo, kìm theo để các bác có dây tốt mà xài, còn không lấy dây thì mình cứ trừ tiền ra thôi. Thì còn dây nó cũng có mua bằng tiền chứ không phải là ba dây chợ khuyến mãi theo làm gì đâu các bác. Ba dây chợ 3-4-50 ngàn mà không có xài dây đó các bác. Đây là trạm loa nha, trạm loa mới keng 1800W nha các bác. Con này series là 001 này các bác, Mắt in USA 120V, các bác cắm 110, 120 nha. Chứ 100V là hơi yếu đó, cắm 110 hoặc là 120. Đường tín hiệu vào là có 6 ly và 3 lăng nha, 6 ly và 3 lăng này. Còn cái đây không phải cắm mà cắm 6 ly là cắm luôn vào đây, hay là 3 lăng cũng cắm thẳng vào đây luôn nha. Cực đẹp nha các bác, dây nguồn zinc theo máy này, có thay đồ mới này. Rồi em mở cái nắp lên để các bác cùng xem nội thất bên trong. Hàng về chưa khui luôn, chưa khui cái nắp luôn vì nó quá mới nha các bác. Tất cả hoàn hảo hết nha các bác, chỉ việc là cắm đúng điện và các bác sở hữu thôi. Kiếm một con vang và con năng tiếng nữa là các bác đã có một bộ nghi nhạc và hát karaoke gia đình. Kiếm với Boss, đối với con này các bác chơi hai cặp Boss 601, 701, 10.2 vân vân, 501, còn 301 series 3 chỉ 3-4 cặp vô tư. Đây em mời các bác cùng xem độ đẹp của con Boss 1008 nha. Này các bác, đây là phần lọc điện của con Boss được trang bị luôn nha các bác. Nó trang bị lọc điện luôn, các bác nhìn độ mới này. Các bác nhanh tay sở hữu và sưu tầm em nó nha. Giá rất tốt nha các bác, 16 triệu 500. Chuyên khoản đủ thì còn có 16 triệu 3 thôi, vẫn bao ship tận nơi. Thì khi các bác mua con này chỉ có 16 triệu thôi nha. Em nó thì chạy 32 sò nha, 32 sò nha. 2 4 6 7, ở đây 2 4 6 7, 14, 28 con các bác. Có hay nó sử dụng bằng ốc nha bác, ốc mới long lanh luôn nha. Hàng sưu tầm, hàng mạng về thì có cái rồi, nó mới quá mới luôn. Em có điện thoại một tí nha. Thì thôi, video đến đây là kết thúc. Bác nào lấy liên hệ cho em nha, Boss 1008 series 6 giá 16 triệu 500, một con duy nhất.